Ok, hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã đến với channel của mình. Mình là NHT, Waterbot. Thì trong video ngày hôm nay, mình sẽ chơi một vài trận gameplay ở chế độ tự chiến nhóm nha. Đấy, thì rất là lâu rồi mình chỉ chơi những cái chế độ như là chiếm cứ hay là miễn phí toàn bộ thôi. Mình rất là ít khi nào mình chơi chế độ tự chiến nhóm. Vì sao? Bởi vì robot của mình á, thì nó chưa có con nào là nó quá cơ động nhiều anh em ạ. Đấy, ngoài con Nether ra thì ít con nào cơ động lắm. Đấy, bên cạnh đó thì chế độ tự chiến nhóm thì bên phe nào có nhiều người có sở hữu meta mà cơ bản hơn thì bên đó sẽ giữ lợi thế hơn. Kèm theo đó là kỹ năng chơi game giỏi thì bên đó sẽ nắm lợi thế cao hơn so với cái team mà ít meta robot hơn. Đấy, tình hình tại vì mình đang sử dụng con Arden Behemoth với 4 khẩu Stellar Bridge mà mình chưa sấy được bạn nào này. Đấy, thì hình như là mình thấy không lầm thì team bạn đi clan, đi team clan hay gì anh em ơi. Đấy, mình thấy là đa số tất cả những thành viên bên team bên đỏ đều cùng thuộc một cái clan như nhau nha. Đấy, ok. Bây giờ mình sẽ lên đây để mà mình tìm mục tiêu để tấn công nha. Ok. Đấy, Erebus này, 4 Stellar Prisma của mình hiện tại chỉ mới 1k2 thôi, sấy cũng chưa có thấm lắm anh em ạ. Mình nghĩ chắc chắn là team bạn đang ở cái level đó là 1k3 hết rồi, hoặc là 12 MK2 thôi chứ không có yếu đâu. Mình nghĩ chắc không có ai sử dụng bot MK1 ở cái mức răng hiện tại mình đang chơi đâu. Ôi, Serap này, no Serap. Nào. Ui ôi, sao cháu vậy? Ui. Ao. Cái khẩu mẹ ấy là tiêu diệt mình bằng cái khẩu súng shotgun phóng lựu. À, cái khẩu phóng lựu chứ không phải shotgun nha anh em. Mình lộn, cái này là phóng lựu nổ nha. Đây, boss xịt mạc mình ghé mình kia bên này nè. Ôi, bạn ấy đã kích hoạt được cái luôn tàn hình anh em à. Nào. Ôi gò luôn. Dính cái lockdown. Xong. Ai đau. Ôi giời. Aberration mà các bạn. Thì lý do tại sao mình ít chơi chế độ tự chiến nhóm á, vì cái chế độ tự chiến nhóm này sẽ dành cho những người anh em nào robot cấp độ cao, hỏa lực ổn, trình độ cao, chơi tiêu diệt được nhiều mạng thì mới chơi thôi. Đấy, trong khi đó thì mình rất là thích chơi chế độ bắt cột móc chiếm cứ, bởi vì chế độ đó chỉ cần chúng ta có chiến cục, chúng ta đi chiếm cứ thì chúng ta sẽ thắng thôi. Đấy, không quan trọng là bên nào mạnh hơn. Đấy, nếu chúng ta xét theo cái chiều là tự chiến nhóm thì team nào có nhiều boss meta, có nhiều đồ một cái ba hơn thì bên đó sẽ có lợi thế hơn thôi. Đấy, ui thằng này, ui Linus đang lên tấn công rồi này. Ba này mình còn lại gặp một cái clan, team clan nữa anh em ơi. Đấy, thì bọn họ có thể là vì team clan với nhau cho nên họ phối hợp với nhau rất là ăn ý nha. Đấy, ui có reset anh em ơi, có reset. Ây, căng rồi. Đấy, thì mình lên gan cao chú ý là nhờ chế độ chiếm cứ thôi chứ mình cũng ít chơi tự chiến nhóm lắm. Video này chú ý là mình giải thích cho anh em biết lý do tại sao mà mình lại không chơi chế độ tự chiến nhóm thường xuyên nha. Đấy, trừ khi nào là mình đi team cùng với cái bộ lạc clan của mình thôi, chứ không thì mình cũng ít khi nào mình đi chế độ tự chiến lắm. Chủ yếu là mình đi chiếm cứ với lại miễn phí toàn bộ thôi. Nào. Ok, kêu được Angela. Ủa, ở đây có Linus. Nào. Ui đau. Bài hô Linus luôn. Ui căng vậy. Nào, ui. Chết. Toàn stack MK2 à. Nào, xuất con robot giàu nhất của mình này, con Fangria, để cho anh em xem luôn. Fangria mà chơi tự chiến nhóm ở cái mức răng cao thì nó có trâu không nha. Đấy, từ từ để mình kích hoạt cái kỹ năng tăng lên, để mình chờ xem coi mình chắc được con Linus này hay không nha. Bye ho Linus. Tình hình hiện tại thì team bạn 18 mạng rồi, quá nhiều rồi. Mình nghĩ ra trận này khó mà lật kèo được rồi anh em à. Vì team bạn chơi team clan phối hợp với nhau ăn ý quá cho nên mình cũng khó mà lật kèo được. Với lại bên cạnh đó thì vũ khí của mình chưa có nhiều vũ khí lên được max cấp độ cho nên không tạo được nhiều cái bước đột phá nha anh em. Đấy, chủ yếu là mình có thể chiếm được cột mốc trong cái chế độ chiếm cứ thôi, chứ mình kêu được nhiều mạng thì chưa đâu, do vũ khí của mình chưa nâng lên. Ôi mình đã bị tiêu diệt bởi cái khẩu vũ khí Reaper từ cái con robot Crisis này. Vì cái bộ vũ khí đó cho phép bắn xuyên qua mọi hệ thống phòng thủ, bao gồm cả cái kỹ năng của ta lái Theseus dành cho con robot Skyrod là miễn nhiễm xuyên phòng thủ thì nó cũng sẽ xuyên qua luôn. Ồ, dạ, mình đang phát hiện một điều là mình triệu hồi con Titan và triển khai con robot luôn rồi, nhưng mà game không có cho mình xuất ra luôn.
đấy. Trời ơi, kèo này căng quá anh em ơi, còn đúng một người. Đấy thì mình sẽ không chắc chắn là mình sẽ giành được cái top 1 trong cái trận này đâu. Đấy thì mình sẽ chú ý là mình làm để cho anh em xem là ở những mức rank cao thì cái độ khó khi mà chơi cái trò chơi này như thế nào, cũng như là những cái combo mà anh em cần thiết đầu tư khi mà anh em lên được cái rank cao. Đấy, nếu như anh em nào lên rank cao mà chưa ra được con robot nha. Sao bây giờ lại ra nhỉ? Rồi ra ngay lúc team bạn đang tập trung ở đây luôn mà là Angler nữa. Ui. Thôi, hai bạn ấy đang kích hoạt khả năng. Tan. Mình đang bị giọng một cái aura ầm dập. Ui, bị hội đồng rồi. Cứu tôi với ơi. Xong anh em ạ. Mình vừa mới xuất con rút ra ngay đúng lúc team bạn dồn ngay cái vị trí mình đã xuất từ trước đó, và tới bây giờ nó mới có tác dụng hiệu lực và mình mới ra được nha. Nào Angler này, kích hoạt phase shift hồi máu. Ui đau quá. Mình nghĩ chắc không có thể nào mà mình gánh team được rồi. Ui rồi, stack một cái ba luôn cao vãi. Rồi, ok. Thì gặp squad team 6 người như thế này thì mình chịu rồi. Hình như là 5 người anh em mà mình hồi nãy mình thấy có một bạn đây. Cái bạn xài robot mo này là không phải thuộc squad này hay gì mà tại gì mình thấy không có trùng cùng với cái clan nha. Đấy thì gọi luôn rồi anh em ơi. Những người đồng đội của mình đã hết robot luôn rồi. Đấy thì trận chiến sẽ kết thúc tại đây. Đó. Ok, để giờ mình sẽ xem coi kết quả trận chiến như thế nào nha. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use. Ok, tiếp theo mình sẽ đi đến với một cái bản đồ tiếp theo, đó là bản đồ Abyss. Mình sẽ xuất con Behemoth ra đầu và hình như là team bạn là tiếp tục là cái squad hồi nãy rồi anh em. Cái team lúc nãy mà mình chưa mới chơi xong cái map vừa rồi đấy. Ôi rồi. Xong cái squad này. Thì mình cảm thấy anh em nào gặp squad này chưa anh em? Đấy, anh em nào gặp rồi thì nhớ comment bên dưới nha. Thì mình thua thì cũng chuyện bình thường thôi. Vì robot của mình cũng chưa có con nào là độ phá quá. Ui. Demot đi chậm á, mình chưa kịp trở tay anh em đấy. Thì bạn có ngay con Crisis. Crisis là robot bắn tỉa sniper phiên bản meta thời điểm hiện tại mà lên full đồ một cái hai thì phải bá rồi. Hồi nãy mình chỉ xem cái mức răng của những thành viên trong cái squad này thôi. Để một tí nữa kết thúc cái trận chiến này, mình sẽ xem coi là robot của mấy cái thanh niên này có phải là 12 MK2 hay không, hay là full MK3 luôn nha. Đấy, vì sao? Vì mình cảm thấy là họ khá là trâu bò, với lại bắn khá là rác anh em ạ. Đấy, robot của mình cũng không phải là quá yếu đâu, nhưng mà họ có thể one hit được luôn ấy. Căng rồi, kèo này khá là căng anh em ạ. Vì boss mình chưa có level cao đâu. Chủ yếu là mình làm những cái video để mà mình chia sẻ những kinh nghiệm của mình cho anh em thôi. Còn về cái mặt mà cái tài khoản cái ạc của mình á thì nó không phải là mạnh nha. Đấy, mình khẳng định với anh em luôn là cái xưởng của mình không phải là mạnh gì hết đấy. Chủ yếu là nó cũng tầm chung chung thôi, chứ nó không phải là quá mạnh. Đấy, chủ yếu là mình sẽ làm những cái video về những cái con robot này nọ này cho anh em xem. Có thể là trong video tiếp theo mình sẽ đổi gió bằng một cái việc là mình chơi những cái con robot T3 trên cái ạc vũ của mình, để mình xem coi T3 bây giờ như thế nào nha. Đấy, một số robot được buff như kiểu như Loki hay là Bulwark gì đó, thì Nightingale đó, thì những con đó đã được buff. Thì mình đang có con Bulwark anh em à. Còn con Loki thì mình chưa có sản xuất, còn con Nightingale thì mình chưa sở hữu nha. Đấy, khi nào mình có mình sẽ làm về những con đó. Đấy, có thể là trong video sau mình sẽ làm một cái video liên quan đến tư vấn cho những người chia chơi mới đầu tư con gì nha. Đấy, thì video này mình cũng đã có làm rồi, nhưng mà bây giờ mình sẽ làm thêm một cái kiểu là mình làm gameplay của những con robot đó luôn. Đấy, ok. Tình hình là đang 6-6 hòa nhau nha. Team bạn vẫn tiếp tục là clan này. Ôi, mặc dù là mình thấy cái bộ vũ khí này cũng ở level 1K2 rồi, nhưng mà ui hết hồn anh em. Cái người anh em Crisis tại Ripper mà có 3 luôn. Ồ, cao đấy. Người anh em tụi mình bắn mà tụi mình có tưởng đâu là team bạn đã ám sát lên cái cửa nhà mà để tấn công mình đây nè. Đấy, ở mức rank cao thì chúng ta phải có một cái trình độ cao. Bên cạnh đó thì robot cũng phải phù hợp với cái mức rank này thì chúng ta mới có thể chịu đổi được cái nhiệt độ của trận chiến nha. Đấy, nhưng mà anh em nào mà xài những con robot không mạnh thì anh em có thể bay màu ngay lập tức luôn. Đấy, bây giờ mình sẽ nạp cái lockdown cho. Ui. Ây. Nào, ui, phóng lợn à, ui. Phóng lợn cho nên bắn xuyên vào được cái khiên của con Mod nha. Con này mình đã không có lường trước được, sẽ có một bạn Scorpion nữa đó.
Ok, mình sẽ bóp máu cho bạn Elebus. Thì đó, đấy anh em xem những tận gameplay của mình này. Đấy, phần nào mình có thể giải thích cho anh em biết là tại sao mình ít chơi tự chiến nhóm, mà chủ yếu mình chỉ chơi chiếm cứ với miễn phí toàn bộ thôi. Vì tự chiến nhóm thì ai mạnh người đó mới chơi được anh em à. Đấy, anh em mà yếu yếu một tí thì lên đây không có làm được cái gì đâu anh em. Đấy, còn ngược lại, nếu như anh em chơi chiếm cứ, anh em không cần phải bắn gây sát thương quá cao. Anh em chỉ cần giữ được cái độ trâu bò cũng như là cái lối chơi chiến thuật của anh em, để mà anh em giành lại những cái cột và đảm bảo rằng team anh em có thể giữ được cái thế trận nghiêng về lợi thế cho team mình cho đến hết trận chiến và trận chiến sẽ kết thúc. Đấy, thì chế độ tự chiến nhóm này sẽ dành cho những người chơi nào có sưởng mạnh, trình độ cao. Đấy, thì họ sẽ chơi cái chế độ tự chiến nhóm. Còn những anh em nào mà có robot di chuyển nhanh, linh hoạt mà vũ khí level chưa cao, anh em phải chơi chiếm cứ cũng được, vì chiếm cứ không đòi hỏi anh em tấn công gây giao tranh quá nhiều đâu. Còn riêng cái chế độ mà tấn công cái bách của bóc á, thì cái chế độ đó nó sẽ kết hợp hai cái chế độ lại luôn, vừa chiếm cứ vừa tự chiến nhóm. Vì sao? Vì khác với chiếm cứ thì chế độ tấn công cái bách của móc, thay vì là anh em đi chiếm cứ thì anh em chỉ chiếm được cái cứ đó thôi, rồi khi nào mà cái địch không ở gần cái cứ đỏ thì anh em lại anh em gỡ. Ngược lại với chiếm cứ thì tấn công cái bách của móc, anh em sẽ chiếm được cứ nào thì đồng đội của anh em có quyền triển khai robot ngay cái cứ đó khi mà họ bị tiêu diệt. Nghĩa là anh em chiếm được một cứ ở cứ nhà của tâm địch, miễn rằng trong thời gian anh em chiếm xong và anh em rời khỏi cứ đó mà không ai lại gỡ cái cứ đó hết, thì khi một người đồng đội của anh em bị tiêu diệt robot của họ thì họ có thể xuất robot ra ngay cái cứ điểm mà team mình đã giành được hành màu xanh. Đó chính là cái lợi thế của nó. Vì vậy nên cái chế độ tấn công các bách cục móc thì thường sẽ có những cái trận giao tranh để mà giành những cái cột, vì người chơi sẽ liên tục giành cột và triển khai những con robot cực kỳ mạnh để mà đẩy lên từ những cái vị trí cột móc gần với cứ nhà địch nhất. Cho nên anh em nào mà thích chơi mà trải nghiệm cảm giác trình độ cao thì anh em hãy chơi chế độ tấn công các bách cục móc. Còn anh em nào mà sưởng mạnh và lái lụa thì anh em cũng có thể chơi chế độ tự chiến nhóm. Còn anh em nào mà nhiều boss linh hoạt mà vũ khí sát thương gây không cao thì anh em có thể chơi chiếm cứ, hoặc là anh em chỉ cần đầu tư một con robot meta lên full MK3 và sau đó anh em đi FFA, chỉ cần thêm chế độ cao anh em có thể tiêu diệt cái địch và tích được xu từ trong cái chế độ miễn phí toàn bộ, và anh em triển khai cái con robot MK3 mà anh em đã bị tiêu diệt ra liên tục cho đến khi nào anh em nạp được Titan. Đấy, thì đó là những cái lối chơi mà mình cảm thấy là mình nhận ra được từ cái việc mà mình lên rank cao, cũng như là mình chia sẻ kinh nghiệm của mình cho anh em biết nha. Đấy, tình hình hiện tại là mặc dù Ravana của mình ở level rất là cao, kèm với đó là cái bộ vũ khí loa này cũng rất là mạnh, nhưng mà team bạn bắn quá rác anh em ạ. Đấy, anh em có thể quan sát cái hành máu xám của mình, mặc dù ở đây có một bạn Mender đang bớt máu cho mình nhưng mà không lên được quá nhiều máu đâu anh em ạ. Team bạn đang lên đây để mà gây áp lực thêm cho team mình này. Mình sẽ qua vị trí bên đây để mà mình tìm cái bạn Linus nha anh em. Đào. Linus có vẻ không chú ý tới mình. Mình sẽ cố gắng tấn công Linus, cấu máu của Linus. Ok, Linus đã bị tiêu diệt bởi một người anh em thuộc team của mình nha. Ôi, tình hình thì team đỏ là tiếp tục giành lợi thế rồi. Đấy, team bạn mà chơi squad thì nó có lợi thế lắm anh em ạ. Đi team mà 6 người trong clan thì anh em có thể hợp tác ăn ý với nhau hơn, vì có nhiều kinh nghiệm đi team cùng với nhau, cho nên sẽ dễ dàng mà nắm bắt được cái nhịp độ của trận chiến, cũng như là có được cái quyền kiểm soát cái trận chiến. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà anh em đi ghép trận mà anh em ghép ngẫu nhiên á, thì nó cũng ngẫu nhiên theo đúng cái chữ ngẫu nhiên luôn. Là sao? Có nghĩa là có trận thì anh em được ghép chung với những người chơi họ biết tính chiến thuật, và họ có những cái kế hoạch được vạch ra để mà giúp cho team mình chiến thắng. Còn cũng có thể là anh em sẽ được ghép trận chung với những người chơi họ chơi theo kiểu là chế độ chiếm cứ, thì họ lại đi họ lo họ tấn công thôi, họ không thèm chiếm cột á. Thì đó là những cái thể loại người chơi họ không có ăn ý cho lắm, không có được hợp tác ăn ý. Ôi, pha này là rút mình bay mà quá nhanh em à. Đấy, mình còn mỗi con Fenrir là cái con cuối cùng của mình thôi. Dù sao thì đấy cũng là lý do anh em xem cái video này, anh em có thể biết được là lý do tại sao mình không ưa chuộng cái chế độ tự chiến nhóm cho lắm. Vì tự chiến nhóm nó phụ thuộc vào sức mạnh của bản thân mình, sức mạnh của robot, sức mạnh MK3, cũng như là sức mạnh của team và cái độ mà phối hợp ăn ý của nhau. Cho nên là anh em nào mà muốn chơi chế độ tự chiến nhóm này ở mức rank cao thì sưởng anh em phải là full MK3, hoặc là anh em phải có trình độ cực kỳ cao thì anh em mới có thể chơi được cái chế độ tự chiến nhóm này. Còn cái chế độ chiếm cứ thì anh em cũng phải có trình độ cao nữa anh em mới chơi được, vì mức rank cao thì chế độ nào cũng khó anh em mà. Đấy,
Mà riêng mình thì chế độ tiểu chiến nhóm này nó thiên về cái trình độ cao, với lại là giống như kiểu là xưởng ai mạnh hơn thì người đó sẽ có lợi thế hơn đấy, phân biệt giàu nghèo các kiểu đấy. Thì ok, trận chiến đã kết thúc tại đây. Ok, bây giờ mình sẽ thử mình check cái hồ sơ của những người bên team đỏ nha. Ôi rồi, vô địch luôn. Wow, robot win 12 MK2 kèm theo đó là vũ khí level 12 MK2. Titan là Dragon Indra full bộ vũ khí băng. Đấy, người chơi này cũng là cướp vô địch nha. Đấy, tiếp theo những người chơi thế này cũng là cướp vô địch luôn. Wow, Dragon Indra. Thì anh em cũng thấy rồi đấy. Đấy, những người nào mà lên được cái băng này thì họ chỉ sẽ từ cái móc 12 MK2 trở lên thôi, chứ ít khi nào mà họ có mod MK1 lắm. Đấy, anh em có thể quan sát từ 12 MK2 đến MK3, còn Titan thì là từ 25 trở lên cho cái vũ khí thôi. Không, vũ khí sẽ luôn luôn là max level 25, còn Titan này sẽ từ level 100 trở lên hết nha. Đấy, ok, hảo nào mà team bạn mạnh đến như vậy, vì tất cả người chơi ở đây họ đều là những người chơi có xưởng rất là mạnh luôn. Đây, ở đây có một người chơi bậc hai, mặc dù là bậc hai nhưng mà bạn này vẫn có đồ mà cái hai nha. Thì bạn này không phải thuộc clan của team này. Đấy, mình chỉ tính những người thuộc clan clan này thôi. Đấy, wow, rất là nhiều robot xịn luôn anh em. Titan đều là mắc 150 hết. Hảo nào mà mình chơi không lại thì ok. Sau đây mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn anh em đã xem video của mình. Nếu như anh em thấy video này hay và bổ ích thì đừng quên để lại một like và subscribe cho kênh của mình. Còn bây giờ thì mình tạm biệt tất cả anh em nha.